Tin chuyển nhượng Arsenal hôm nay 7 tháng 8 năm 2020, sau tiền vệ Willian đồng ý đến sân Emirates, pháo thủ đã có bước đột phá tiếp ở thương vụ gia hạn với chân sút Aubameyang để hoàn thiện đội hình. Theo tờ The Telegraph, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đã đạt thỏa thuận miệng với Pierre-Emerick Aubameyang về đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 3 năm cùng mức lương mới tăng lên 250.000 bảng. Tuần, Aubameyang là chân sút số 1 của Arsenal trong 2 mùa trở lại đây và hiện chỉ còn 11 tháng trong hợp đồng. Sau chức vô địch cúp FA, ngôi sao người Gabon này dù được báo chí Anh hỏi dồn dập về khả năng có ở lại tiếp câu lạc bộ nằm phía bắc thủ đô London hay không, nhưng Aubameyang khi đó chỉ nói úp mở tôi chưa nghĩ gì về việc này, gia hạn hay không. Trong khi đó, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định dứt khoát cần phải giữ Aubameyang ở lại bằng mọi giá và Arsenal sẽ làm tất cả để thuyết phục ngôi sao này. Song song đó, Arsenal cũng đẩy mạnh tham gia thị trường chuyển nhượng để tăng cường nội lực như chiêu mộ tiền vệ tấn công Willian từ Chelsea, sẵn sàng chi hơn 45 triệu bảng phá vỡ hợp đồng mua tiền vệ phòng ngự Thomas Partey từ Atletico Madrid hay hỏi mượn Philippe Coutinho từ Barcelona. Nhờ đó, khi các thương vụ trên đang triển khai sắp hoàn tất đã thuyết phục được Aubameyang đồng ý ở lại Arsenal. Đây sẽ là bước tiến đáng kể để từ mùa sau, pháo thủ hứa hẹn tìm lại chính mình trong mục tiêu trở lại tranh chấp vị trí ở top 4 ngoại hạng Anh. Theo nhà báo Fabrizio Romano của tờ The Guardian nhận định, với Willian, mọi thứ đã thỏa thuận và chỉ chờ thời gian để hoàn tất các thủ tục. Willian sẽ thi đấu cho Arsenal đến tháng 6 năm 2023, còn Thomas Partey Atletico tiếp tục thông báo phải trả chi phí phá vỡ hợp đồng hơn 45 triệu bảng. Nếu Arsenal không đồng ý, cầu thủ này sẽ ở lại. Còn Aubameyang, Arsenal tin chắc sẽ ký gia hạn trừ khi Barcelona quay lại chèo kéo thì mới gây khó dễ. Nhưng rất khó, tôi tin chắc Aubameyang sẽ tiếp tục thi đấu cho Arsenal dài hạn.